Chào các bạn, Xiaomi Redmi Note 3 ra mắt là một sự khẳng định mạnh mẽ về sự bá đạo trong phân khúc giá rẻ của Xiaomi. Trong tầm giá 4 triệu đồng, Redmi Note 3 phiên bản RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB đang trở thành một lựa chọn cực kỳ hợp lý hiện nay. Nhưng trong tầm giá này cũng có mặt của Redmi Note 2, một sản phẩm đi trước Note 3 khoảng 3 tháng, quá ngắn ngủi nếu đây là thời điểm kết thúc vòng đời của nó. Vậy thì có nên nâng cấp lên Redmi Note 3 hay không? Tiếp trên hai máy giống nhau hoàn toàn, từ mặt lưng cho đến mặt trước, các cạnh bên thì đều có cách bố trí sắp xếp như nhau. Nếu mà đòi hỏi một thiết kế hoàn toàn mới thì các bạn sẽ thất vọng. Tất nhiên là chiếc Note 3 vẫn có một số điểm yếu, như là chưa phải nguyên khối với hai nắp nhựa hai đầu hay là phần viền màn hình. Thường thì những phần viền được mạ bóng bẩy như này rất dễ bị tác động vào, điển hình như trên các sản phẩm của Samsung. Nói chung dù được dập khuôn một phần theo thiết kế, nhưng Note 3 vẫn cho thấy sự thay đổi trong sản phẩm, thể hiện qua chất liệu cũng như là cải thiện cảm giác cầm nắm sản phẩm theo chiều hướng tốt hơn. Nâng cấp đáng chú ý thứ hai chính là vân tay. Việc trang bị cảm biến vân tay trên một chiếc điện thoại giá chưa đến 4 triệu đồng có thể nói là một hành động gây sốc của Xiaomi, khi gần như bét nhất cũng phải từ 6 triệu đồng thì chúng ta mới có thể mua được những sản phẩm từ các hệ ổ lớn cho chức năng này, có khả năng mở khóa vân tay trong vòng 0,3 giây. Thì đây là một trong những mẫu điện thoại có thời gian mở khóa vân tay khá ấn tượng. Điều này sẽ làm tăng khả năng bảo mật so với Note 2 chỉ có thể dùng các phương pháp mặc định như là dùng mật khẩu hay là dùng hình vẽ. Cũng không quá ngạc nhiên khi mà cảm biến vân tay này chỉ dùng cho mục đích duy nhất, đấy là mở khóa màn hình. Về cơ bản, nếu chọn Redmi Note 3 2GB RAM thì hiệu năng của máy hoàn toàn giống Note 2. Đều là con chip MediaTek Helio X10, RAM 2GB hay là hệ điều hành MIUI 7. Thông số phần cứng của hai máy y hệt nhau từ con chip cho đến số xung nhịp. Thử nghiệm nhanh của mình với bản 2GB RAM thì hai chiếc Note 3 và Note 2 đều có số điểm AnTuTu và Geekbench tương đương nhau. Đáng chú ý là việc hỗ trợ thẻ nhớ đã bị cắt bỏ hoàn toàn trên Redmi Note 3. Chúng ta chỉ có duy nhất bộ nhớ trong của máy để sử dụng. Do đó nếu cần một chiếc điện thoại đa nhiệm tốt hơn, nhiều dung lượng lưu trữ hơn, chúng ta cần hướng tới phiên bản Redmi Note 3 RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Tuy nhiên thì cũng cần nhớ rằng lúc này mức giá chênh lệch giữa hai sản phẩm sẽ lên tới khoảng 2 triệu đồng. Như là cảm biến trên Redmi Note 3. Khác biệt của hai mẫu smartphone này đến từ phần mềm, nói cách khác chính là cái khả năng đo sáng, khiến ảnh chụp từ Redmi Note 2 có phần ngả vàng và thiếu chính xác hơn đôi chút. Và nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy đèn flash của Note 3 thì đã được nâng cấp thành đèn flash kép với hai tông màu. Mời các bạn cùng theo cả những cái thay đổi nâng cấp của Redmi Note 3 so với Redmi Note 2. Những điểm mình không nhắc đến như là màn hình chẳng hạn thì nó hoàn toàn giống nhau. Nhìn chung Redmi Note 3 có vẻ giống như một phiên bản hoàn thiện của Redmi Note 2 hơn. Nó có một cái thiết kế cũ nhưng mà chất liệu mới, thêm cảm biến vân tay và cùng một vài sự thay đổi khác. Và cuối cùng, theo mình thì Redmi Note 3 xứng đáng là một lựa chọn nếu các bạn đang muốn nâng cấp từ Redmi Note 2. Nhưng đừng quên rằng Redmi Note 2 vẫn là một sản phẩm rất là tốt ở cái tầm giá của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.